Xin chào, chào mừng tất cả các bác đã đến với Vinh là 7. Và ngày hôm nay như các bác cũng đã biết thì bên em vừa đi thi công xong công trình Nexo P10 cho anh Lâm, là ông vua của các ông vua đầu bếp. Bên em đã có nhá hình toàn bộ những hình ảnh này vào trong ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay bên em cũng đã có hứa hẹn đến tất cả các bác là toàn bộ clip thi công của công trình Nexo P10 này thì em sẽ up trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà từ khi mà bên em lắp xong công trình về đây thì có nhiều việc quá nên là không thể làm mà edit kịp cho các bác, để xem các bác xem toàn bộ được quá trình thi công của Nexo P10. Và hẹn các bác vào tối ngày mai. Tối ngày mai thì bên em sẽ dành cả ngày ngày mai để chỉnh sửa và ghép toàn bộ cái video Nexo P10 mà bên em vừa có thi công xong. Đấy, tại vì là bây giờ tối là không làm kịp clip nên là phải nhá hình các bác lên để thưa chuyện lại với tất cả các bác. Bởi vì là mình đã hứa rồi là tối nay mình lên thì còn đang có rất nhiều các bác đang ngóng chờ cái clip P10 này. Nên là bên em phải lên sóng để thông báo cho các bác là hẹn các bác hoãn lại ngày mai. Ngày mai thì bên em sẽ edit toàn bộ cái clip đó và sẽ up các bác cùng xem. Hẹn các bác tối ngày mai nhé. Và hiện tại thì bên em cũng đang mới về những dòng sản phẩm mới. Và những dòng sản phẩm này thì bên em sẽ lên sóng các bác trong cái buổi ra mắt buổi chiều ngày hôm nay, là lên sóng các bác vào ngày mai, ngày kia, để các bác cùng xem và trải nghiệm dòng loa mới về thị trường Việt Nam, đó chính là dòng sản phẩm HK New 2022. Ok, bây giờ thì chắc là nhá hình các bác một chút thôi, bởi vì là em cũng đang biết rằng là có rất nhiều các bác đang đợi chờ tối ngày hôm nay để xem toàn bộ cái quá trình thi công cái công trình Nexo mà bên em đã có thi công trong cả ngày hôm nay đấy ạ. Thì có rất nhiều bác đang ngóng nên là phải thông báo đến các bác là hẹn các bác vào tối ngày mai. Tối ngày mai thì em sẽ lên sóng toàn bộ cái đó. Ok, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi Vinh là 7 và hẹn các bác tối ngày mai và những clip tiếp theo các bác nhé. Ok, xin chào ạ.